kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo lại khiến người hâm mộ ngã ngửa. Huấn luyện viên Park Hang-seo bố trí Đình Trọng ra sân từ đầu trong trận giao hữu với U23 Bahrain diễn ra vào chiều ngày 3 tháng 1. Chiều ngày 3 tháng 1, U23 Việt Nam đã giao hữu với U23 Bahrain trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau thử nghiệm nhiều vị trí mới, U23 Việt Nam phải nhận thất bại 1-2 chung cuộc. Tuy nhiên, điều này không quá đáng ngại bởi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang cần những bài test để hoàn thiện mình trước thềm vòng chung kết U23 châu Á. Một điểm khá ngạc nhiên là huấn luyện viên Park Hang-seo đã để trung vệ Đình Trọng ra sân từ đầu. Cầu thủ Hà Nội chơi 45 phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Tấn Sinh. Anh thể hiện được những pha cảm phá quen thuộc nhưng dường như chưa có cảm giác tốt nhất. Nhìn những bước chạy của Đình Trọng, dễ dàng nhận thấy chấn thương anh gặp phải chưa hồi phục hoàn toàn. Dẫn vậy, ông Park vẫn muốn đo khả năng chịu đựng của cậu học trò cưng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đó, danh sách gửi lên AFC, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gạch tên Đình Trọng. Tuy nhiên, U23 Việt Nam có quyền thay đổi nhân sự trước ngày ra quân gặp UAE vào ngày 10 tháng 1. Đình Trọng được đánh giá là trung vệ hàng đầu Việt Nam. Anh từng là công thần giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 và vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trong năm 2019, sự nghiệp của anh liên tục bị ngắt quãng sau chấn thương. Quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.